Từ mới bắt đầu học tiếng Anh thì tôi ước gì có một ai đó có thể giúp tôi giải thích ngữ pháp tiếng Anh một cách đơn giản nhất và đó cũng là điều tôi đang cố gắng làm giúp bạn giải thích ngữ pháp một cách đơn giản nhất. Hôm nay tôi sẽ giúp bạn phân biệt thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành. Hãy xem hết video này là bạn sẽ biết được cách sử dụng của hai thì này và hoàn toàn có thể sử dụng chúng khi bạn nói tiếng Anh. Rồi ví dụ như tôi có một sự việc nó xảy ra như thế này. Ngày hôm qua khi tôi đi làm thì tôi để quên cái điện thoại ở công ty, để quên điện thoại ở công ty là I left my phone in the office. Sau đó tôi khóa cửa phòng và tôi đưa cái chìa khóa cho bạn đồng nghiệp của mình I gave the key to one of my co-workers Sau đó khi tôi về đến nhà I got home Sau đó tôi nhận ra, nhận ra là lại nhận ra rằng tôi đã quên cái điện thoại Và sau đó tôi phát hiện ra mình không thể nào quay lại để lấy điện thoại Tại vì tôi đã đưa cái cái chìa khóa phòng cho đồng nghiệp của mình Nếu như mà tôi bắt đầu kể cái câu chuyện này theo đúng cái trình tự Từ việc số 1 cho đến việc cuối cùng này thì tôi sẽ sử dụng thì quá khứ đơn cho tất cả các sự việc. Mỗi sự việc đều thì quá khứ đơn cả. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta sẽ không làm như vậy. Chúng ta sẽ thường thường bắt đầu bằng một sự việc ở giữa. Ví dụ như ở đây tôi bắt đầu bằng sự việc là I got home. When I got home yesterday. Thì tất cả những cái, cái sự việc nào nó ở trước cái sự việc đó thì tôi sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành những sự việc nào nó ở sau sự việc đó tôi sẽ sử dụng sử dụng thì quá khứ đơn ví dụ như tôi sẽ kể câu chuyện này như sau yesterday when I got home I realized I realized tôi nhận ra nó ở sau nên tôi sử dụng thì quá đơn quá khứ đơn I realized I realized điều gì I had I had left the I had left my phone in the office I had left my phone in the office nó, thì ở đây tôi dùng quá khứ hoàn thành tại vì cái sự việc này nó xảy ra ở đằng sau cái sự việc mà tôi đang lấy làm tiêu chuẩn đây. I had left my phone in the office. Sau đó, tiếp theo I realize thì sau sau khi realize này thì tôi mới phải hiện ra là I couldn't go back. I couldn't go back to the office to get my phone because 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 I I because I had given the key to one of my coworkers. Đó tôi tôi phát hiện ra tôi không thể nào quay lại để lấy điện thoại tại vì tôi đã tôi đã đưa cái 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 chìa khóa cho bạn đồng nghiệp của mình. Thì câu chuyện này tôi sẽ kể như sau. Yesterday when I got home, I realized uh, I realized I had left my phone in the office and I couldn't go back to get my phone because I had given I have given the key to one of my coworkers. Thì đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể, tôi sẽ dùng thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành. Hãy nhớ một điều, một sự việc nó xảy ra trước cái sự việc tiêu chuẩn của bạn thì bạn sử dụng thì quá khứ hoàn thành và một sự việc nó xảy ra sau sự việc tiêu chuẩn của bạn bạn sử dụng thì quá khứ đơn. Hy vọng rằng video này hữu ích với bạn. Gặp bạn trong những video giải thích ngữ pháp tiếp theo.